Ok, xin chào tất cả khán giả của chương trình Người Truyền Lửa do Chôn Rap Việt thực hiện. Mình là Phúc Du, đến từ Aka Records và Disneyland. Hôm nay mình sẽ cho các bạn quả lửa siêu to khổng lồ chưa từng thấy luôn nhé. Let's go. Trôi qua thật đẹp như một cơn mơ nhanh. Anh có phải là bắp rang đâu mà em bơ anh. Em ơi xin đừng giận anh, đừng làm khó thêm. Trong tim anh em như là Hawkeye, vì em luôn có tên. Em luôn đứng cho mày nổi nốt hôm nay. Tao là Phát Ban. Chất mà đéo ai hiểu, chất mà đéo ai hiểu. Tao là hóa học. Lyrics của tao như cháu của Tổng Bí Thư. Tao có chú trọng. Quê tôi ở Hà Nội. Cái đấy là tôi đã sinh sống và làm việc và các thứ ở đấy là suốt bao nhiêu năm. Sở thích của tôi thì nếu mà nói về sở thích thì tôi thích nhất, nếu mà ngoài viết nhạc ra, thì nó sẽ là liên quan đến những cái phim hoặc là truyện, đặc biệt là như kiểu vụ truyện kiểu kiếm hiệp Trung Quốc các thứ là tôi rất là thích. Thì chủ yếu là tôi dành thời gian làm cái việc đấy. Còn phim thì là tôi có thích phim của Quentin Tarantino. Đấy là một cái ảnh hưởng rất là nhiều đến âm nhạc của tôi. Nếu rap Việt là Võ Lâm thì mình sẽ là thằng nào nhỉ? Chắc là có, mình cũng không biết nữa, nhưng mà cái nhân vật mà mình thích nhất là Cậu Tạp Chủng. Như kẻ hào kiệt hào hiệp thảo huyền giữa thế sự đảo điên, tim đập trong lồng ngực như tiếng vó ngựa đang trên thảo nguyên. Vì chuyện tương lai bất định vẫn khiến bản tâm cái thằng mà kiểu cuối cùng không biết mình là ai ấy. Nhưng mà kiểu nó vô tình nó đạt được một cái sức mạnh ấy. Nếu mà nói về cơ duyên thì mình đến với rap là sau khi mình ở văn phòng mà mình làm và sếp mình bật cho bài Ủa. Ủa, ý mày là sao? Muốn làm gì tao? Không hiểu ý mày là sao? Ủa, vậy ý mày là sao? Rap không bằng tao nên thù ghét ra mặt sao? Thì anh sếp mình lại là học cùng đại học với anh Hưng. Thế là biết đến cái RVP. Và sau khi mình nghe bài đấy thì mình bắt đầu tìm hiểu. Thì mình biết có battle rap. Và sau đấy là mình đã học hỏi về battle rap. Với cái mục tiêu ban đầu là đấy, lên mình cả choi rap, nó rap như thế. Cái trận đấy nghe vẫn bình thường, mình có rap được thì mình có thể luyện được. Và sau đấy mình luyện. Rap name Phúc Du bắt đầu từ việc mình đi đăng ký ở One Rider 1, hình như One Rider 1. Và lúc ấy mình không nghĩ ra tên thì mình mới hỏi sếp mình, thì sếp mình lúc ấy rất là cáu, cứ bảo đấy mà để tên đi, mẹ Phúc Du, mẹ cái thằng fuck you. Thế đấy sau đấy mình thấy bắt đầu nghĩ, thử hát tên đấy cũng được, đơn giản, có tí tên thật, mình không thích tiếng Anh, tiếng Hiển các kiểu rồi. Xong rồi Du thì mình có thể xạo là Du là kiểu Nguyễn Du, Ngao Du các kiểu ấy, kiểu di chuyển ấy. Thế là đấy, nên mình để là Phúc Du. Nếu như là lúc bắt đầu về cái khó khăn mà mình rap thì mình nghĩ một trong những cái đầu tiên đấy chính là mình gọi là mình muốn thể hiện cái thông điệp hay nội dung gì trong các cái sản phẩm của mình, và đặc biệt là làm thế nào để biết là sản phẩm của mình là sản phẩm tốt. Đấy là hai cái rất là quan trọng. Vậy nên mình nghĩ là khi em bắt đầu rap, cái khó khăn lớn nhất đấy chính là các bạn tốt nhất là phải có một cái cộng đồng xung quanh. Thì đấy sẽ là những cái người mà hỗ trợ bạn, giúp đỡ bạn và cho bạn thêm những cái kiến thức, và bạn thể update bản thân rất là nhanh. Còn nếu như mà mình chỉ làm nhạc cho một mình thôi thì rap cũng rất là khó khăn. Kỷ niệm của mình về bài Real Rap. Ok, thì Real Rap nó nói ngắn gọn là như thế này. Là mình cả Choi là sau một cái hôm, cái đợt đấy là bọn mình ngồi ở một cái quán cà phê ở gần Hồ Giảng Võ. Bọn mình ngồi, mình bắt đầu ngồi nói chuyện vui vui, anh em ngồi xạo với nhau thôi. Thì mình bảo là bây giờ làm nhạc tử tế là mấy quái gì. Bây giờ thấy ông nào cũng trap, ông nào cũng kiểu đấy, đọc mấy câu nó chả kỹ thuật, chả cần punchline gì, nó vẫn triệu view. Thế vậy anh em kiểu làm thử bài đi. Thì kiểu anh có cái ý tưởng này kiểu Vinagang ấy. Thế là đấy, thế là xong rồi mình đề xuất ý tưởng là Vinagang, rồi mình là Vinazu các thứ. Tại vì trước ấy mấy hôm mình cũng lên club, rồi mình cũng mặc quần đùi thật. Thế là tiến nghĩa mấy câu, tao mặc quần đùi đi vào ba, ê không bị đuổi ra. Thế là bắt đầu đấy là từ những cái câu đấy là hôm đấy bọn mình đến thu cái bài Real Rap. Thì bọn mình thu ở một cái studio kiểu nát vãi cả nát luôn. Cái studio cũng có trong MV. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Nếu đi thi vào tao cũng ghi điểm.
cái em có tường đỏ đỏ ấy, thì mình thu ở đấy. Thì lúc ấy là producer về ăn cơm, thì trong lúc producer về ăn cơm mình bảo có thời gian này là viết cái concept hôm trước. Thế là viết cái bài real rap đấy trong vòng khoảng 15 phút. Mình vẫn còn cái tờ giấy viết lyric cái bài đấy, viết đúng một lần thôi. Lyric bài đấy còn có mấy câu mà không được release cơ. Nó có câu thằng Choi nó viết cái gì nhỉ? Tao gặp Bồ Tát rồi tao bảo là bà tốt ấy, nó kiểu ấy. Thế là đấy. Thế là sau đấy là đi quay MV. Thì mình quay luôn ở cái quán cà phê quản lý mình, xong rồi là sang cái studio đấy mình quay. Và anh em ăn mặc rác rưởi nhất có thể để lên MV nhìn nó kiểu ngớ ngẩn ấy. Nhưng mà thế quái nào cuối cùng bài đấy thành một cái bài mà mọi người đều quẩy. Nó không phải là một bài parody nữa rồi. Yeah, câu chuyện về real rap. Mình vẫn nhớ có một kỷ niệm là bây giờ mình vẫn rất là tiếc vì việc mình làm real rap. Tại vì ngày xưa ấy là có một đợt là cái trường nó bật bài real rap rồi là nó còn bị kiểu các cái vấn đề về kiểu sở giáo dục các thứ ấy. Thế là mình kiểu cảm thấy là mình cũng ảnh hưởng đến giới trẻ rất là lớn với cái bài đấy. Các em trẻ con đeo khăn đỏ bị đau đầu rồi. Nếu mà nói Vinagang thì mình sẽ không hẳn dùng từ là tan rã, mà nó là một cái mình nghĩ là nó là tạm nghỉ cho cả hai. Bởi vì khi mình bắt đầu thì Vinagang được lập ở cái thời điểm mà mình vẫn chưa có xác định nhiều về âm nhạc. Lúc ấy mình chỉ xác định là rap chính của mình sẽ là battle rap, không phải làm nhạc. Mình không bao giờ nghĩ mình sẽ làm nhạc. Nhưng mà sau rồi đấy thì sau khi mình bắt đầu làm real rap các bài, thì ban đầu mình chỉ là muốn làm, ngoài battle rap ra mình làm một comedy rapper. Mình làm một gọi là kiểu rapper viral, gọi là một rapper chỉ đơn giản là ra các sản phẩm mang tính chất giải trí thôi. Nhưng mà sau đấy thì mình càng viết thì mình càng có những cái ý tưởng nhiều hơn về cái mặt làm nhạc nghiêm túc. Và đến một cái lúc thì mà lúc ấy mình tên tuổi mình bị gắn với cái Vinagang nó rất là nhiều, mình rất khó làm nhạc nghiêm túc. Thì lúc ấy mình bắt đầu nghĩ là mình phải làm cách nào đấy mình tách ra. Thì lúc ấy là hai người làm hai kiểu. Bởi vì lúc ấy Choi thì vẫn rất là hợp và rất thoải mái, và kiểu cũng chưa có ý định làm sang cái hướng nhạc của mình. Thế nên là hai người phải tách ra làm hai hướng nhạc khác nhau. Đến bây giờ là mọi người cũng đang nghỉ để mà làm những cái sản phẩm riêng của mình. Sau đấy một ngày bọn mình vẫn đang cố để làm một cái Vinagang Reunion. So when I see Choi thì mình đánh giá là một thằng em quá tốt luôn. Kể cả với mình hay là với đội anh em của RVP Disneyland, thì Choi là một người chơi cực kỳ tốt, cực kỳ thẳng tính, tài năng cực kỳ cao. Mỗi tội hơi lười tí thôi. Thì đấy là cái cảm nhận của mình về Choi. Còn mình cũng hay khuyên Choi là đấy, một năm ít scandal đó em. Nope. Cứ một tháng một scandal này bọn anh không chịu được, đau đầu quá. Đấy, nhưng mà đấy, Choi mình nghĩ là cái tài nó đi đôi với cái ngông của nó. Bởi vì cái ngông của nó mới có cái tài đấy. Cái chất của nó là từ cái sự kiểu điên loạn. Thế nên là đôi khi là nó những cái bộc phát. Nhưng mà về bản chất thì nó là một người rất là tài năng, và cũng như là sống cực kỳ nice luôn. Thì là Aka Records được thành lập vào cái khoảng thời điểm cách đây khoảng một năm. Là bọn mình đợt đấy là anh quản lý mình là anh Minkira. Thì anh ấy có mở một quán cà phê ở trên Quán Thánh, tên là Nốp Cà Phê. Thì cái đợt đấy, cái gần như tất cả các thành viên của AK đều đã ngồi đấy hoặc là nhân viên đấy. Thì sau đấy cái quán cà phê Nốp đấy phải trả nhà, mình chuyển sang một cái nơi mới là đặt tên là Pan Miếu. Thì ở trên con đường tên là Thành Công. Thế là đấy, bọn mình ở đấy và trong cái khoảng thời gian ngồi đấy thì anh em bắt đầu mới ngồi nghị với nhau là toàn anh em làm nhạc mà đồng ngồi đấy rảnh. Thế bắt đầu, anh em hay lập một đội làm nhạc đi. Anh em làm mỗi người một màu, anh em sẽ gọi là thoải mái, chỉ là một đợt sinh hoạt hỗ trợ nhau thôi. Thì sau đấy là AK đã thành lập. Và sau đấy bắt đầu làm thì càng ngày là anh em càng hợp gu với nhau và làm với nhau. Và cho đến bây giờ là có những cái thành công cũng gọi là nhất định. AK Records thì hiện tại bao gồm chính, đấy chính là đầu tiên là anh Minh. Thì là anh là leader, founder luôn. Mình, Phúc Du. Thì ngoài ra còn Hoàng Đào Chủ, Linh Thội, Passage và cặp đôi Hưng Kuro và Măng Trần. Bọn mình còn có về đạo diễn hình ảnh là anh Pháp. Thì AK với bọn mình nó là một cái tổ chức là làm không chỉ là về nhạc, nó là về rất là nhiều thứ, về cả như cả một label luôn. Bọn mình có cả thêm chị Tú Anh làm sản xuất, có các cái anh em mà support AK đến từ cả GVA nữa. Thế nên là AK cũng khá là lớn nếu như xét về tất cả các những người mà là chơi với nhau và làm với nhau. Yeah. Nếu mà chơi gay với một thành viên trong nhóm thì mình quyết định mình sẽ
chơi ai nhỉ? Mẹ, bây giờ nhưng mà vấn đề là ấy, nó không phải là mình quyết định chơi gay đứa nào, mình chỉ đang sợ đứa nào chơi gay mình thôi. Sợ lắm. Hưng Kuro chẳng hạn là hay có mấy cái trò sờ người, sợ vãi các thứ. Nhưng mà đấy, chơi gay là mình chịu ấy, cái đấy mình cầu mình không nghĩ ra đâu. Về cái trận đó thì theo bọn mình thì nó cũng chỉ là một cái cuộc trao đổi về quan điểm, bất đồng về quan điểm với nhau thôi. Thì cũng chỉ là hai bên nói những cái quan điểm của mình và thể hiện cái quan điểm của mình cho đến khi nào cảm thấy thoải mái thì thôi. Còn mình cũng không nghĩ nhiều về vấn đề đấy. Nếu như mình gặp mặt kiểu những người đấy ngoài đường, mình vẫn ok, vẫn say hi, vẫn chào, vẫn các thứ, chứ mình không quá là gọi là cảm thấy thù hằn hay cái gì quá mức cả. Vì cái gì nó ở trên mạng hoặc cái gì trong rap thì giữ nó ở rap. Vì mình xuất phát từ battle rap. Ở battle rap có một cái chính là cái gì trên sàn đấu nó trên sàn đấu. Thế nên mình không suy nghĩ nhiều vấn đề đấy. Còn gặp mặt chắc chắn là nếu mà nói chuyện với nhau, trao đổi quan điểm với nhau thì nó sẽ vẫn sẽ ok. Nhưng mà mình nhớ có một cái kỷ niệm, hình như cái beef đấy là bắt đầu là từ cái vụ sĩ trên đúng không nhỉ? Yeah. Thì cái vụ hôm đấy tại sao cái bài của mình là cần cẩu? Cái bài là cần cẩu tại vì trước hôm đấy, cái hôm đăng cái bài của sĩ trên cả các anh em bên đấy thì mình lại đi quay MV cho thằng Choi. Thì thằng Choi nó có cái MV quảng cáo Free Fire ấy, cái bài huyền thoại ấy. Bước vào cuộc đi sắp ta không cần trang bị ê. Giành tiếng kiếm theo khả năng là thứ ta mang để ê. Thế là sau đấy là mới nó bắt mình đứng lên trên cần cẩu. Nó bắt mình đứng lên trên một cái cần cẩu cao với cả Hưng cao, cả quản lý của mình. Rapper nạc trẻ trâu kia ê, rapper parody kia ê, rapper là quảng cáo kia ê, gom hết tất cả những thằng kia ta vào đây. Bao đứng mặc cái áo kiểu Dolce Gucci thôi, cứ đứng gió thì lạnh vãi, cứ đứng ấy ngồi run, đéo được ăn cái gì cả, mà set lại còn phải chờ mất khoảng 2 tiếng. Thế là xong rồi cuối cùng là đấy, thế là đúng lúc ấy tiên dở lên thấy bài ông gáy câu đấy thấy cay quá, đăng mẹ ra tút lên ra thành beef. Thế là tất cả tại Choi các bạn ạ, tất cả tại Choi. Nani? Omae wa mou shindeiru. Nếu mà cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của mình thì mình nghĩ là cái điểm bước ngoặt đấy là ở kỳ Disneyland 5, là Phúc Du đấu với Choi. Đấy là một trong trận đấu cũng là nhiều view nhất của Disneyland luôn. Yo, mày nói tao 1 phút 30 giây đấy không phải do khả năng chơi bang. Một ngày tao phải phang ít nhất 10 con để tiết kiệm thời gian. Trước khi nó bị xóa và up lại thì nó có khoảng 600.000 view rồi. Nó về xóa up lại nó cũng lên khoảng đấy rồi. Đấy là cái lúc mà mình bắt đầu hoàn thiện được rất nhiều mặt của mình trong rap. Và trước đấy ví dụ mình như kiểu trước khi đấy mình đấu mình có ý tưởng, nhưng mình về flow chưa được tốt, cái cách sát thương chưa được tốt, và cái biểu diễn sân khấu nó chưa có cái gọi là ổn thỏa, và cái fame bên ngoài mình về mặt nhạc nó cũng không có nhiều. Vậy nên là cái thời điểm đấy là cái thời điểm mình bắt đầu chín mùi và nó có rất là nhiều sự thay đổi trong cái phong cách nhạc của mình, như cái tư duy. Thì mình nhớ là cái lúc đấy là cái lúc mình bắt đầu làm nhạc một cách thực sự là thoải mái hơn, tự do hơn và nó có ý đồ hơn. Nó cũng như đi đầu. Ba điều thú vị về anh không thể gì đâu anh làm. Điều thứ nhất sẽ là quá trình quay MV. Thì cái quá trình quay MV đấy diễn ra trong vòng khoảng một buổi chiều. Và tổng thiệt hại cả chỗ đấy chắc mất chưa đến 100.000. Nó có cả bỏng ngô, bỏng nghiếc các thứ, nhưng mà mình đổ hết ra đất rồi. Kiểu vừa cầm lên chuẩn bị làm prop thì đổ mẹ ra đất rồi. Thì mình quay cái đấy ở cụm cà phê. Mình quay one take luôn. Nhưng mà one take đi, one take lại, các bạn nhân viên rất là khổ, phải đứng đợi. Nhưng mà fact thứ hai nó liên quan luôn đến fact thứ hai là MV ấy được quay ngay sau khi mình thu vào tối hôm trước. Cái tối hôm trước đó thì mình có thu bài đấy và mình bảo nhắn tin với anh Minh, thì mình bảo luôn là mai là em muốn quay cái MV này. Thì tất cả thế là anh ấy cứ bảo là không, bài này thì tại sao phải quay vội đấy các thứ. Thế là, nhưng mình vẫn kiên quyết tại vì mình cảm thấy là mình muốn ra sản phẩm thôi. Mình thấy nó đủ hay và ra mình muốn. Cũng lâu rồi mình chưa ra nhạc thì mình ra. Thì mình lại đến cái điều cuối cùng thú vị thứ ba luôn, đấy chính là mình sáng hôm đấy mình mới có ý tưởng cho cái bài Anh Không Thể Gì Đâu đấy. Thế là tất cả mọi chuyện diễn ra trong 2 ngày. Yeah. Mình cũng không ngờ là nó có những cái thành công của nó như đến thế. Nhưng mà cảm ơn các bạn rất là nhiều vì ủng hộ sản phẩm đây của mình. Câu đấy nhận xét của anh LK thì mình cảm thấy rất là
rất là tuyệt, rất là biết ơn về cái câu nhận xét đấy. Mình cảm thấy là nó cũng có một cái phần là mình cũng đồng cảm với cái ý kiến đấy, vì mình, theo mình nhận định thì mình không phải là một người quá là giỏi, mình không có quá nhiều tài năng, nhưng mà mình được cái là mình rất là thích học hỏi. Vậy nên là mình học hỏi từ rất nhiều rapper, kể cả trong nước lẫn nước ngoài. Kiểu ví dụ nhiều người họ sẽ bị bài trừ trap chẳng hạn, nên mình vẫn nghe trap, mình vẫn sẽ tìm được những yếu tố nào mà mình gọi là yêu thích và mình cảm thấy nó có thể sử dụng được thì mình vẫn sẽ học. Và vì cái lý do đấy nên là cái phong cách rap của mình thực ra là nó dựa trên một cái khung, đấy là cái khung khá là cơ bản của các anh em MVP và được anh Hưng Cao truyền dạy. Nhưng mà ngoài ra thì mình phát triển, mình có những cái bổ sung của mình qua những cái rapper mà mình yêu thích. Thế nên là cái câu 10 rapper trong một là mình cảm thấy nó như kiểu là một cái gì đấy, cái khả năng tổng hòa của mình là mình có nhiều phong cách. Mình cũng có một cái chia sẻ về cái đấy, thì đấy là nó có một cái về trong rap ấy, nếu như các bạn để ý thì nó có những cái người mà họ sẽ rất giỏi về một thứ gì đấy, ví dụ như kiểu anh ví dụ chú Ba chẳng hạn thì là fast flow, ví dụ Hưng Cao là wordplay punchline. Nhưng hiểu đây kiến thức để tiến bộ đéo có tìm đâu, nhưng trí thức cần thiết chúng mày cố kéo nó chìm sâu, danh tiếng chúng mày cũng chỉ là cái map, cho nên trận này chúng mày đều có window. Thì với mình thì mình không hơn những cái người giỏi ở từng cái điểm đấy, ví dụ họ được điểm 10 thì mình kiểu chỉ 8 điểm 9 điểm, nhưng mà kiểu các cái khía cạnh khác của mình cũng 8 điểm 9 điểm, nghĩa là nó khá là cân nhau về các cái mặt, mình không giỏi xuất sắc cái gì cả. Ok, nếu mà về cái câu chuyện là lên mainstream thì mình nghĩ là ai cũng có một cái mong muốn là rap nó lên mainstream, chinh phục của đại chúng. Thì đương nhiên là mình cũng có cái quan điểm đấy. Bởi vì đấy, như mình nói là mình rất là muốn. Tại sao tất cả mọi người đều đang nghĩ đến cái hướng là underground, nó phải cực kỳ kiểu low key, nó phải cực kỳ bí ẩn, nó phải kiểu nó là một cộng đồng nhỏ. Khi nó to lớn lên mọi người ta lại không thích. Thì theo mình nghĩ là tại sao chúng ta không lấy rap để chinh phục đại chúng? Tại sao không phải là, tại sao rap nó cứ phải là underground, rap mainstream nhưng mà nó có cái chất underground của nó trong đấy, cũng giống như ở nước ngoài sẽ rất là tốt. Thì mình đang thực sự là mình đang có cái ý định đấy, mình đang chuẩn bị rất là nhiều dự án để mà có thể làm một cái hướng là rap vẫn có lyrical, vẫn có flow, vẫn có những cái rất đặc trưng của underground nhưng mà nó lên đại chúng, chứ nó không phải là quá là pop hay là kiểu quá là phải hát hò, chứ nó không còn là rap nữa. Yeah, thì mình rất là mong muốn cái điều đấy. Top 5 rapper nước ngoài mà mình yêu thích nhất thì chắc top 1 sẽ là top 5 thì mình sẽ không ấy theo thứ tự nhá, mình cứ chọn thôi nhá. Thì J. Cole này, Kendrick, ai nữa nhỉ, Eminem thì chắc là cũng là ai cũng có rồi. Thế thì J. Cole, Kendrick, Eminem, hiện tại là mình thích 3 người đấy nhất. Nếu mà tính thêm thì gần đây là mình sẽ thích thêm Biggie. Biggie là một trong những người có ảnh hưởng rất là lớn của mình vào cái thời kỳ ban đầu. Còn nếu mà chọn một người nữa thì mình sẽ chọn không phải về kỹ năng rap mà mình chọn về phong cách, đó là Snoop Dogg. Vì Snoop Dogg kiểu có một cái sự nghiệp rất là longevity và cái tư duy cũng rất là tốt về cái mặt làm rap như kiểu một cái kinh doanh luôn, và làm được rất nhiều thứ, kể cả những chương trình truyền hình TV mà nó về nấu ăn. Thế là mình thấy rất là thích về điểm đấy, thì mình sẽ lấy cái top 5 của mình. Còn nó có thể thay đổi theo ngày. Top 5 battle rapper Việt cho mình cho tốt nhất hiện nay. Mình sẽ hiểu câu hỏi đây là battle rapper là những người rap không biết đi. Thì nếu mà đứng đầu thì sẽ là mình. Thế là cái đấy mình không phải tự cao mà đấy là, wow, đấy là cảm nhận của mình như thế. Đứng thứ 2, đứng thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì mình có thể có một vài cái tên. Ví dụ như là Linh Thộn này, là một cậu trong đội mình. Hazel cũng là một cái battler mới nổi và có một cái trận đấu rất là ấn tượng ở cái Dis 8 vừa rồi. Ngoài ra thì sẽ có thứ hạng khá là khó, tại vì bây giờ cũng rất nhiều người nghỉ rồi. Nếu mà để đủ 5 thì nó lại mình thấy không hợp lý lắm. Nhưng mà nếu mà nói về tiềm năng nhá, thì mình sẽ tính thêm một vài top bạn tiềm năng ấy, như Kenshiro là một battle rapper có một cái phong cách hài hước và nó rất là bất ngờ, và nó là một cái kiểu battle rap rất là mới, một cái làn gió mới cho tất cả mọi người. Phát là Passage cũng trong đội mình thì cũng là một người cũng có cái khả năng mà battle rap theo một cách rất là sáng tạo và không theo khuôn mẫu, và đặc biệt là mình ví dụ như khuôn mẫu của mình chẳng hạn. Thì một vài tiềm năng nữa cũng có thể kể tên, đấy là những anh em trong bên đội 1337, Rhythm
hay là Chí Dũng, thì Đại Vũ, Xuân Bắc, Quang Cường đều là những người rất có cái khả năng mà để mà có thể phát triển lên thêm. À, hiện tại nếu mà xét về những bạn ấy thì mình chỉ nghĩ là các bạn ấy đang hơi thiếu một chút gọi là cái flavor, cái hương vị của chính bản thân mình, cái màu sắc của chính bản thân mình và một cái phong cách phù hợp thôi. Chúc mừng tất cả chúng mày vì đã lựa chọn thảm cảnh Delta tâm can liều mạng. Nếu được chọn một đối thủ để đấu Disneyland, nếu mà trong một cái trường hợp gọi là trong mơ hay là kiểu như thế nào đấy mình đấu, thì mình sẽ rất là muốn đấu với anh Hưng. Thực ra là ai cũng có một ước mơ được đấu với anh Hưng thôi, nhưng mà đấy là trong trường hợp gọi là trong mơ thôi, chứ còn thực ra là mình nghĩ là không mơ có thể đấu được. Bởi vì thứ nhất là người bọn mình hay có câu nói đùa ấy, nhưng mà với mình thì mình nghĩ cũng là thật ấy, là người duyết thắng được Hưng Cao trong battle là Hưng Cao của ngày mai. Thế thôi. Thực sự thì mình thấy là cái battle đã phát triển một cái chặng đường rất là dài rồi. Nó đã đi từ một cái cộng đồng cực kỳ nhỏ, cực kỳ nhỏ luôn, cho đến một cái, và thậm chí là bị ghét bởi rất nhiều người, và cho đến một cái mức mà đến hiện tại thì cái ảnh hưởng và cũng như là cái độ hấp dẫn của nó và cái số lượng người tham gia nó càng ngày càng cao, và thậm chí là cái ảnh hưởng của nó về cái mặt âm nhạc thì đến hiện tại là một trong những cái tổ chức đi đầu về cái wordplay các thứ. Thì đến hiện tại thì wordplay là một cái gì rất là phổ biến rồi, không hề còn bị chửi như trước đây nữa, và thậm chí còn được coi là một cái kỹ năng rất là quan trọng của một rapper bây giờ. Thì mình cảm thấy rất là tuyệt vời và mình rất là vui mình đã là một người đóng góp cái công sức của mình trong cái khoảng thời gian mình battle và đưa cho cái, khiến cho cái cộng đồng battle rap hỗ trợ cho các anh em, thì mình giúp được một ít phần nào thôi, thì mình cũng đã cảm thấy là rất là tuyệt vời với những cái phần rất là nhỏ nhoi đấy. Nên mình rất là grateful, rất là biết ơn. Lần rồi là battle rap đi lên, nó không biết mình chết mẹ mất rồi. Freestyle và battle không beat thì đấy là nếu mà mình xét theo khái niệm Việt Nam thì đấy là cái ngôn từ rất là chuẩn rồi. Thì nếu mà nói để mà nói thì hiện tại thì cũng cái sự gọi là tranh cãi hay là luận điểm giữa hai bên freestyle và battle không beat nó cũng gần như cũng không còn nhiều nữa, bởi vì bây giờ anh em thì cũng đều hiểu nhau hết rồi. Còn trước đây nó sẽ có một cái luận điểm về ưu điểm và nhược điểm, thì freestyle nó sẽ là một cái rất là thật, rất là raw, rất là kiểu không hề bị gọi là chỉnh sửa hay gì cả, tất cả đều là ngay tại chỗ. Vì giọng rap hay vì ngoại hình, nếu đã yêu thì chỉ mong em đừng đi ngoại tình. Chân dài chân ngắn, chân nào bằng được chân thành. Yêu em như cán bộ nhà nước, mình luôn yêu dân lành. Em ơi anh đang thi chương trình ấy yo. Em ơi anh không mong mình yêu mấy cô. Em nhìn cách anh và đi nó điểm. Nhìn nó ngẫu hứng, nó hấp dẫn hơn. Nó có cả beat nữa. Thế là nó có những cái cảm xúc tạo ra mà battle rap nó không có. Có thể nhiều khi là freestyle nó thành bài nhạc được luôn, nhưng mà battle rap thì không thể nào thành bài nhạc, các bạn không thể đánh giá nó theo tiêu chuẩn bài nhạc được. Thì ưu điểm nhược điểm freestyle, ưu điểm là giúp cho các bạn hỗ trợ về vốn từ trong đầu, hỗ trợ khả năng rap, giúp các bạn luyện tập, làm cách giao lưu rất là tuyệt vời khi ngồi với anh em, và nó cũng là một cái thể thức đấu rất là hay, rất là hấp dẫn cho những người bình thường. Tuy nhiên những người đại chúng ấy, ý mình là những người đại chúng ấy, thì tuy nhiên nó lại có một vấn đề là freestyle nó sẽ không bao giờ giữ được cái sự ngẫu hứng đấy một cách hoàn hảo khi mà nó có cuộc thi xảy ra. Vì khi có một cuộc thi xảy ra, chỉ đơn giản bạn không cần chuẩn bị, bạn rap hàng ngày, nhưng mà bạn cứ rap đi rap lại cặp vần đấy, thì sẽ đến một hôm bạn lên sân khấu, bạn có thể đọc một verse ra cũng được, không sao, bạn không cần phải nghĩ. Thì về bản chất nó vẫn là viết trước, bạn chỉ là viết trước trong đầu thôi, thì mất đi tính ngẫu hứng rồi, nó không hẳn là freestyle hẳn. Nó vẫn là viết trước, thì đấy cũng là cái ưu điểm của battle không beat. Thế là battle không beat cho phép bạn được viết trước, bạn vẫn được freestyle sân khấu. Bạn có thể đến mà không chuẩn bị, bạn có thể kiểu như kiểu choi, chỉ nhớ mỗi cái vần cuối thôi, nó đến mà freestyle cả verse, cả 3 round luôn. Nhưng mà về cơ bản là bạn có quyền được viết trước, bạn có quyền được biết đối thủ, và bạn có thể tạo ra một cái trận đấu thật là hay và thật là kiểu liên quan cho khán giả, và nó hấp dẫn hơn rất là nhiều. Và nó đấy cũng chính là cái nhược điểm của freestyle, đấy là nó không được cụ thể, nó sẽ bị chung chung, nó sẽ không được, có nhiều khi nó sẽ không được sáng tạo, sẽ có nhiều điểm trừ. Và thậm chí các bạn thể thấy trong freestyle đôi khi là những cái trận đầu tiên trong một giải freestyle, những trận hay nhất, không phải những trận cuối, thì người ta bị cạn vốn, người ta không đủ chuẩn bị, và khán giả đương nhiên là sẽ không thấy hay bằng. Và cái nữa là nó sẽ không để lại được cái gì cả, bởi vì những cái clip thì như không biết các bạn có thể để lại được, như ở trận đấu Quyền Anh
Nhưng mà freestyle thì nó sẽ nhạt đi, bởi vì nó có rất nhiều trong cái phần đấy là filler, những cái câu nó không có ý nghĩa. Con mẹ mày, phong cách của tao gần như đẻ mày. Nếu có Thạch Lam, những thứ tao thích cũng tạo ra hai đứa trẻ này. Tôi đó với vô học cứ ở đấy mà làm màu. Cặp tao có trong hai đứa trẻ, đấy là con tùng. Thì về bản chất freestyle bắt đầu không biết thì cái nhược điểm cái này lại là ưu điểm cái kia. Câu hỏi đấy là một câu hỏi mình cũng rất hay nghĩ, đấy là nếu như mình không rap, mình không biết được rap thì bây giờ mình làm gì. Thì trước khi mình rap, mình có khoảng 4 năm kinh nghiệm làm marketing. Mình làm ở các cái kiểu nhà hàng các thứ, mình làm chạy chiến dịch marketing cho các cái nhà hàng, tiệm bánh các thứ. Thì là mình làm về khoản đấy. Thế nhưng mà cái khoảng thời gian, có một khoảng thời gian là mình cũng làm các thiết kế các thứ, về chung là về những cái media và marketing mình làm rất là nhiều. Thì có lẽ là nếu như mình không rap, mình sẽ làm về hai cái mảng đấy là chính. Tuy nhiên là đến kiểu một cái thời gian mình bắt đầu nghĩ tập trung vào cho rap nghiêm túc hơn, thì mình cũng đã bắt đầu suy nghĩ rất là kỹ về vấn đề đấy. Cuối cùng mình quyết định là mình sẽ nghỉ thử một năm để mình làm rap xem mình có thực sự yêu nó không, và mình có được cái kết quả gì không. Và nếu như không được thì mình sẽ quay trở lại công việc cũ. Thì cũng rất là may, trong khoảng một năm vừa rồi là mình cũng có những cái thành công rất là ok. Vậy nên là mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục rap. Còn nếu như bao giờ mình kiểu fall off rồi, không ai nghe, không ai các thứ nữa rồi, thì mình sẽ lại đấy đi làm marketing, phát tờ rơi, thiết kế biển hiệu cho các quán xôi các thứ. Về cái giọng Nam và giọng Bắc trong rap thì nó có một cái sự ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc là bạn rap với nội dung gì, bạn rap với kiểu như thế nào, cái cảm giác của bài nhạc bạn như thế nào, và thậm chí là cái khả năng của bạn đến được với đại chúng như thế nào. Bởi vì thì mình sẽ phân tích, nhưng mà mình sẽ không phân tích theo một cái gọi là quá là cụ thể. Mình sẽ nói những cái quan điểm của mình từng cái một. Thì cái đầu tiên là mình nghĩ là nó quan trọng nhất, đấy chính là về cái tông giọng và cái cách phát âm. Giọng miền Bắc nó có một cái cảm giác nó trầm hơn một chút, nó dày hơn một chút. Giọng miền Nam thì nó lại cao hơn một tí. Nhưng mà có nhược điểm của giọng miền Bắc là giọng miền Bắc lại dễ bị giống nhau. Vậy nên là đấy là một cái điểm ảnh hưởng đến rap rất là nhiều. Bởi vì khi bạn rap thì bạn phải có một chất giọng nó nổi bật, và để có một cái giọng rap miền Bắc nổi bật thì đôi khi là bạn còn phải luyện. Mình biết là có những người mà họ luyện để cái giọng rap của họ, trong cái mấy đội miền Bắc mình biết có một vài là còn cái tuổi dậy, ở cái tuổi dậy thì là họ hét đến khi nào mà họ máu cổ của họ chảy máu ấy, để cái dây thanh quản nó bị hư hỏng ấy, thì giọng sẽ trầm đi ấy, để cho nó hay ấy. Đấy, còn giọng miền Nam thì thông thường là bị cao, nhưng mà nếu mà giọng miền Nam lại mà có một ít trầm trầm kiểu như ở Son 7 thì là cực kỳ hấp dẫn. Thế là đấy là cái ảnh hưởng về cái tông giọng đến cái cảm giác của người nghe. Cái thứ hai là về cái giọng Nam và Bắc thì nó ảnh hưởng đến cái vốn từ. Vốn từ của người miền Nam khi sử dụng trong cái phần vần thì nó sẽ rất là được gọi là hỗ trợ và ưu ái. Còn như ở người miền Bắc là đôi khi là không vần được, không thể vần được, có những từ không vần được. Nhưng mà người miền Nam lại vần được. Và thế nên là có một cái là thông thường là flow miền Bắc đôi khi hay bị gọi là tù hơn một tí ấy. Tại vì là người miền Bắc có ít từ để có thể vần được và tạo ra cái flow hơn. Còn người miền Nam thì họ thì đa phần mọi người đều có thể gọi là hơi bẻ giấu một tí, hoặc là từ này vần với từ kia, vần ân lại vần với vần ưng chẳng hạn, kiểu đấy. Tuy nhiên là nếu bạn có cái quyết tâm, bạn cải thiện, bạn luyện tập, bạn thu liên tục, thì bạn lúc nào sẽ tìm được một cái giọng hay của mình, cho dù bạn là giọng người Nam hay người Bắc. Thế nên là nếu mà rap thì kiểu bạn có giọng nào thì bạn hãy cố vận dụng tốt nhất cái giọng đấy đi. Vì mình nghĩ là không có ai có một cái giọng nào mà qua luyện tập mà lại có thể cứ giống người khác mãi được. Ánh đèn vàng xung quanh SG, ay, đi COD, trên con xe cùng nhau đi, bỏ hết là âu mau đi, kiên nhẫn như là Shinobi. Trái như đang đứng ở trong rừng, ấy, làn khói bay lên mà không ngừng, ấy. Ánh đèn vàng xung quanh SG, đi COD, trên con xe cùng nhau đi, mau đi cho thêm vô ly, bao nhiêu lo âu mau đi. Yeah, dự định tương lai thì cái này là một chặng đường dài, nhưng mà cái tầm nhìn đầu tiên của mình đấy chính là Aka Records, các anh em đều có một cái lượng fanbase riêng, có một cái discography là như kiểu một cái danh sách các cái list nhạc mà mình có, nó nhiều hơn và những cái tác phẩm mà ra nó nhiều hơn, để mà họ có thể hoàn toàn là bắt đầu quen với cái cá tính nghệ sĩ của mình, về cái mặt họ làm nhạc, họ sẽ là một người như thế nào trong âm nhạc.
Thì hiện tại trong AK Records thì đa phần có vẫn có vài anh em vẫn đang đi tìm cái này, thì đây là cái mục tiêu dành cho các anh em vừa mà mình đặt ra. Còn riêng với mình và với tổ chức thì mình rất là muốn làm cái studio house và một cái show house party trong vòng năm sau. Ngoài ra sẽ có thể một giải về battle nữa. Thì đấy là cái dự định dành cho mình và tổ chức. Còn riêng mình thì mình vẫn sẽ làm nhạc, và mình sẽ rất là cố là trong vòng năm sau mình có một cái album mà mình có thể ra mắt được. Hiện tại mình đang ấp ủ và mình đang làm rồi. Album này thì mình cũng làm mất chắc cũng, nếu mà nói về ý tưởng và nung nấu thì chắc cũng khoảng từ ngay từ lúc mình bắt đầu rap nhạc, đấy là khoảng this năm rồi. Tuy nhiên là mình chưa có cơ hội và chưa có đủ thời gian. Đến bây giờ mình đã có đủ nguồn lực rồi và mình đang bắt đầu làm. Thì rất là hy vọng và mong tất cả các bạn nếu mà thích âm nhạc bọn mình thì có thể like bọn mình trên kênh YouTube là AK Records và Facebook cũng là AK Records, để mà có thể ủng hộ và theo dõi những sản phẩm tiếp theo và những cái bước tiến tiếp theo của anh em AK bọn mình. Thế nào, nếu mà thay đổi cho rap Việt, điều đầu tiên là mình sẽ thay đổi ở cái, nếu mà ước luôn ấy thì nó là đoàn kết. Nó là vì chúng ta đã là một cái cộng đồng rất là nhỏ rồi, nếu như mà được thì tốt nhất tất cả cái đoàn kết với nhau mà làm. Cái mà mình phải làm là mình phải thuyết phục được đại chúng về cái dòng nhạc của mình, và cũng như là tạo ra và biến nó trở thành một cái gì đấy, nó không còn là nó ra ngoài cái sự nhận thức người ta bị hay bị kiểu hằn lên từ ngày xưa ấy, là cái thời mà nhạc chế các thứ ấy, hoặc là nhạc rap là một cái nhạc mà dành cho bọn thế này thế kia, kiểu vô học các thứ ấy, kiểu đấy. Thì mình phải đoàn kết để mình làm được cái thì mới làm được cái việc đấy. Nhưng đấy chỉ là điều ước thôi, mình nghĩ chắc là sẽ chả vừa đoàn kết được, khó lắm. Nếu mà điều ước thứ hai rap Việt thì mình rất là mong là tất cả mọi người bắt đầu thoải mái kể thể hiện cá tính của mình, mà không phải chạy theo kiểu viral, đừng theo cái mục đích viral. Mình đã ở trên cái con đường viral rồi ngay cái thời điểm bắt đầu, và nếu như bạn muốn làm một cái nghệ sĩ rap mà có một tính chất lâu dài trong cái sự nghiệp của mình ấy, thì tốt nhất là đừng chạy theo những cái viral hay là những cái trend. Hãy làm cái gì để thể hiện cá tính của bạn, nói lên câu chuyện của bạn. Nó giống như có một câu trong tiếng Anh khi mà nói về viết hay là rap hay là làm nhạc, thì nó có câu là don't say it because you got to say something, say it because you got something to say. Đừng nói bởi vì bạn cần phải nói, mà hãy nói vì bạn có điều gì đó, bạn có một cái thông điệp gì đấy bạn phải truyền ra ngoài. Mình thấy nhiều bạn bị làm nhạc kiểu tự tưởng tượng ra những cái câu chuyện, xong rồi là các thứ các bạn không lấy từ trải nghiệm thật của mình, những cái suy nghĩ của mình các thứ. Yeah, thì đấy là cái điều thứ hai. Nếu mà có một điều ước thứ ba để mình nghĩ thì nó sẽ là mình rất là, nó không phải về rap Việt luôn, nó là về khán giả. Thì mình rất là mong khán giả ủng hộ nhau nhiều hơn và công tâm hơn, khách quan hơn về mặt âm nhạc. Thay vì là thích thì bảo là hay, thích người này thì bảo là hay, còn ghét thì kể cả sản phẩm người ta có hay thì cũng bảo ấy. Mình vẫn, kể cả những người mình đã diss ấy, bài nào họ hay vẫn gọi là hay. Mình rất là mong mọi người công tâm theo cái hướng như thế, chúng ta sẽ phát triển. Yeah. Hai câu punchline hay là kiểu các thứ hình ảnh đúng không nhỉ? Thì có mình có hai câu trong một cái verse mới, mình cũng khá là tâm đắc. Thì một câu là xem nào nhỉ? Lũ khốn nạn giờ lại giả vờ là không biết chuyện đi nha. Khi bị hỏi gãi đầu gãi tai như mấy thằng nghiện sida, công chúa với cả hoàng tử thì ở cung điện nguy nga, còn nghệ sĩ mà thích bày đàn thì cút ra tiệm guitar. Thì đấy là câu đầu tiên. Còn câu thứ hai của mình là còn tao đứng vững ở trên mặt đất, bây giờ vị trí đây là khó lay. Đội tao đứng là hàng bậc nhất, trung thành lúc cần là sẽ có ngay. Những điều tao nói là thật nhất và chắc là sẽ làm bọn cho cay. Rapper chất như trẻ mẫu giáo với chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thì đó là câu thứ hai. Thì đó là hai câu mình khá là tâm đắc trong thời điểm hiện tại. Yeah. Nếu như mà để truyền lửa thì mình có một cái câu mà mình cũng sống dựa theo câu đấy. Đấy là nếu như không làm thì cái tỷ lệ chiến thắng của bạn là 0%. Nếu bạn làm thì tỷ lệ chiến thắng của bạn ít nhất là nó cũng lớn hơn 0%. Thế là được rồi. Không biết là nó là bao nhiêu, nhưng mà ít nhất là nó lớn hơn 0%. Nghĩa là cứ đi thôi, không biết là đến đâu, nhưng mà ít nhất là nó sẽ đi đến một chỗ nào đó. Nó có thể không đến cái đích mà bạn mong muốn khi bạn bắt đầu đi, nhưng mà bạn sẽ đến được một cái vị trí nào đấy mà bạn mong muốn. Mình thấy trong rap rất nhiều người, thực ra cái bí quyết của rap mà mình nghĩ nhiều nhất ấy, đấy chính là làm nhiều. Bạn cứ làm đi, mình chưa thấy, mình cũng bạn cứ rap đúng 10 năm đi, đảm bảo kiểu gì bạn cũng sẽ có một cái vị trí nào đấy. Có thể không phải là bạn là vua của rap Việt hay là bạn là một cái gọi là mainstream sân khấu quá to, chắc chắn là bạn sẽ có những cái thành công của bạn.
Vậy nên là đấy là cái lời nói, cái lửa mình muốn truyền cho các bạn, chính là sự kiên trì và cũng như là cái mindset đúng trong khi mình làm. Yeah.